mớ cá bóng nè, về về mình chiên ăn với nước mắm với lại nấu canh với rau tập tạng. Hôm qua đặt ít quá nha, không có đủ làm, má đi ra chợ mới mua thêm mớ nữa nè. Đây rau này, rau vườn nè các bạn đó, hái trong nhà chị Chính á. Giờ nấu canh tỏi cháy để nấu canh. Cái gì mình vườn rau tiện lợi quá ha. Xưa được biết tú vẫn chậm rãi cắt từng tép tỏi. Nhanh quá đất tay nè. Thấy chị thấy mấy người kia dám cắt nhanh à? Thấy chị thấy mấy người kia cắt không? Xe xe xe. Chị thấy là siêu siêu rồi biết rồi. Nhiều quá bà tiền mới ăn vừa tươi đó. Nhiều quá đau rồi. Ăn quá mà. Nặng bụng rồi. Ăn ăn nhiều nước tươi má. Nước ăn ít ít thôi, nhiều rồi. Trẻ ngồi quất luôn. Trẻ ngồi quất. Ăn nhiều quá. Ta ăn một mình không rụt. Đầy bụng luôn. Ăn đâu được chịu ăn đâu, không ăn được gì nó sình 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 bụng má. Không biết nữa. Bà mắng vốn mà điện nó nhắn tin mắng vốn nó cho ăn chứ không. Tại vừa nước hành. Giờ bắt bếp hả? Bây giờ Tú sẽ nấu canh trước, rồi xong rồi chiên cá sau. Nóng mà mừng. Wow. Đó, bây giờ Tú sẽ bỏ cá vào cháy. Ủa má, cháy nó như vậy nó bị bở không má? Không, cá này nó không bở gì, nó có hú thì ráy, rồi cá này nó dai. Mình bỏ xong rồi mình cháy nước vô. À. Rồi nó khác chứ có hú có hú có hú thì nó bị gãy cháy rồi nó đóng rồi đó. À. Như đây là đủ điện qua. Ừ, qua đi đi đặt hơn này mà. À. Người ăn con hả Tú? Ừ. Nhà tao người ăn con. Chủ yếu cho nó ngọt đó. Thơm nước cái lên luôn. À. Thơm quá thơm. Chịu không nổi. Chết chết tôi rồi. Hiểu rồi. Cá tôi đặt đó. Hôm qua chị Chính đặt có chứ tôi đặt không có con gì nữa. Có ít. Cá bún xày nhiều. Xày vậy đó. Trời ơi thôi. Đặt nó vô cá bún gì. Hai ba con một lờ. Cá bún xày. Cá bún xày vô không hả? Ừ. Chị Chính thì dở có cá bóng, còn con dở không có. Không biết tại sao Tú hay quá. Bắt nước cho quý không hả? À, bắt nước cho quý. Nhiều nước lắm thiếu quá. Chắc đủ rồi má. Thiếu mình thêm nước vô. Đó, bây giờ mình sẽ làm nước mắm nha các bạn. Công đoạn là của mình. Hai mình mới được lên được khúc. Đây là nước mắm. Đây các bạn coi cái đồ làm nước mắm quý à. Ăn bằng tượng không? Ăn về cho nó đáng. Chứ mất công hồi làm lại nữa. Mỗi lần ăn cái chứ quý ơi làm lại nữa đi. Trời ơi, thời gian đâu làm. Đúng không? Nước lọc nó không ngon, chăn cơm không được đâu. Mình sẽ đâm ớt, không cay. Đó. Chứ để Tú đâm là sẽ bị cay. Cay mới ngon. Đúng rồi. Nó bỏ chút bột ngọt để dằn lại cho nó không bị văng ra ngoài. Gì thế, tôi đâm đẹp không? Đâm mặt cũng đẹp. Ừ, nhĩ cũng đẹp. Đẹp như gái 18. Siêu siêu đồ bếp. Không gà siêu đồ bếp ẩn mình, chứ nay siêu đồ bếp xuất hiện đây nha. Đó, mình chỉ làm chiên bên nướng thôi. Chỉ đâm nước mắm. Rồi, bây giờ mình đã đâm tỏi ớt xong rồi. Mình đổ miếng bột ngọt. Bây giờ mình sẽ bỏ đường. Nước mắm.
chín chanh. Chị phải lộn muối nha Quý. Muối ăn vô tốt có gì đâu. Nước mắm mà để muối nó ăn sao? Nó lạ là chỗ đó. Chanh vô, chứ có vị chua, chanh này còn sống. Chanh vàng khè vậy mà không sống, lấy vậy siêu rồi biết có khác. Thì mình thấy nó văng xuống rồi nó sống rồi đó. À, thêm miếng chanh nữa đi, mình thích ăn chua, mình thêm miếng chanh nữa. Bạn cho miếng một chút nước nóng nha. Chị ốc cho nó mau tan hả? À, đúng rồi, cho nó tan với nó hơi bị đặc. Chứ bỏ nước mắm nguyên chất nó mặn chát à. Cái tô này nó to lắm nhưng mà không có nhiêu. Mình sẽ bỏ nước mắm. Công đoạn quan trọng đây. Đó, bây giờ Tú sẽ bỏ rau vô. Rau bị ngót, rau bị ngót. Chuyện phỏng ở nhà đâu. Siêu bếp mà đừng có nhà nhét quá nha siêu bếp. Đó cái bàn tay vàng, bàn tay bạc người ta. À biết rồi. Cái này bỏ hành không má? Ờ. Không hả? Thế nào bỏ tiêu nữa má? Tôi bỏ vô xong tôi ngồi tôi khóc à. Hồi má nói trời ơi một sàng rau mày làm sao còn có nhiều đây. Một xề rau mà mình đem ra về còn có con tô vậy. Ngót quá mà. À. Chưa thơm luôn á. Cái dùng nó thơm á. Trời ơi, nước miếng nó mặn vậy nè. Chạy ra bay mùi thơm nó chạy lại à. Thơm quá, thơm quá. Thơm quá nó vậy. Cho coi cho mình coi với. Giờ Tú sẽ nêm canh. À, nguyên liệu chỉ có hai món, bột ngọt và muối. Tú thì Tú rất thích ăn bột ngọt nên hồi nào Tú cũng bỏ bột ngọt nhiều. Ăn nhiều quá mất cái nhớ trơn tội trơn. Muối hai muỗng hả Tú? Này có nước mắm không má? À, nhà người con thấy có bỏ nước mắm nữa. Thơm quá. Thiệt rau này thơm thiệt. Rau này nó thơm rồi, không cần bỏ hành. Nhớ hồi đó má, rau này là ăn trước cửa nhà mình đó má. Đó, quỷ ban đó, trời ơi. Quỷ ban hồi đó nhất là nhà, bà có pha quả thật bắp mới nhớ anh. À. Giờ này lên quá là non không à. Đúng rồi. Bắp quá. Ở vô hái, giờ không còn miếng chứ hồi đó là ai. Sao siêu rồi biết. Ờ, ông Quý ở bên xã đội trồng mì với Quý nữa qua xin nhỏ. Dạ có đó 4 tháng mấy mới nhỏ má con hỏi rồi qua tết. Dạ. Mì ngon tốt ghê hả Quý? Dạ mì đó hình như nó gọi là mì gì vậy? Mì Thái hay mì gì vậy? Mì hình như của bà su su á. Dạ. Bên bệnh đó đó. Rồi bây giờ Tú sẽ dời nồi canh qua bên kia và sẽ chiên cá. Con ấm nước của tôi giờ nơi xuống rồi. Không còn giá trị nữa. Sẽ nấu lại đi cô. Bây giờ siêu bếp chuẩn bị chiên cá, đổ dầu vô. Tên chiên cá nó ngập cá nó mới ngon. Cá giòn. Rồi cá giòn nó ngon. Bỏ lần con thôi nha con. Bỏ hết cũng được rồi, lắp lắp ra. Nó bỏ giờ làm với chân không à. Đủ nó đi đi.
kêu nó đi chỗ khác đi cho mình làm gì. Để đi đạp đúng hai con nằm hai bên hết chịu nằm à. Đó coi nè, hai em giờ nó nằm đợi làm biến. Có vậy luôn. Đó, đầu bếp sẽ bỏ cá vô. À. Muốn có thể nấu việc gì không Tú? Nấu những gì không muốn nấu không? Ăn lạnh đi. Không hả? Rồi ừ. Không nên nói những gì nên nói hả? Tú có gì chạy không Tú? Biết chứ. Rồi Tú mò hay ghê luôn má. Chín đồng tâm không? Cá bóng mà ấm bó nhỏ bằng chiếc đũa cũng bắt được, nó hay chứ. Qua chặt vừa nấu xong. Nó ham lắm. Trời. À, có bông hột không? Đó. Ba cá vàng. Hay quá sư đầu bếp ơi. Chắc tôi chết. Trời. Chắc tôi chết rồi giờ. Trời xong tiên. Bây giờ Tú sẽ gấp cá ra. Wow. Khóa tiếp chưa? Đây các bạn coi chưa biết bỏ cá mà nè né hả các bạn? Đó. Đây. Các bạn thấy Siri biết chưa? Đại đã biết nó vô thấy bực mình quá, Đại đã biết vô tới. Đại đã biết. Đó. Thấy chưa? Siri biết có khác, còn Đại đã biết vô có khác thấy chưa? Rồi nhắc là trăm xuống rồi. Bắt cái nước lên. Dễ đâu? Cây đây nè. Đó, Đại đã biết lấy nữa. Siêu vô. Đó, giờ má sẽ múc canh ra. Bây giờ nấu đã xong xuôi hết trơn, giờ dọn ra đây chờ con dâu yêu quý đó, đi rước cháu nội về ăn cơm 11 giờ. Đây, dĩa cá. Đây, bút nước mắm. Chà, con mà thiệt, thiệt. Quý làm nước mắm khác nha, mỗi người có khác nhau. Quý Tú làm thôi ấy. À, sao làm giống được má? Thì má ăn đồ chiên thì má làm nước mắm đặc. Có nhiều ăn nhiều má, má sớm mua thêm mới nữa rồi. Chứ nướng về đâu còn nhiều đâu. Chị Chính nói đúng ngày đi chọc bập kìa. Chị Chính nói rủ đi chọc bập. Cầm gà, cá vô nhiều. Chị Chính nói để về bữa nào đi chọc bập á. Chọc bập quý nha. Chọc có ngày rồi cá gì ra đúng không? Tại cá nó khúng ra là chết á. Không có cây chọt mà má. Cây chọt chọt rồi cá nó khúng ra. Trời ơi. Vui ha, vui được nó nói là thấy đó là con phóng là con đầu tiên con chạy á. Đại ca đó. Rồi các bạn ơi, chờ con dâu nước cháu nội về ăn cơm xong hết rồi. Giờ má mình sẽ đợi dâu với cháu nội về dùng cơm đó các bạn. Hả? Cũng không ở đâu biết.
chị ngoan đi. Cơm lắm. Thế bây giờ nhà buổi trưa, đó, ăn trưa. Bữa nào kêu chồng Tú qua ăn cơm Tú. Giòn ghê má. Ngon luôn. Rau tươi nó có khác ha. Má ăn chén rồi, mấy chén xuống má. Chén à. Trời ơi. Già rồi, con ơi. Má ăn canh nhiều vô cho nó ấy. Ăn rau nhiều. À, ăn rau nhiều chứ, rồi nó bổ. Chú bỏ nhẹ nhẹ, cá nó có văng. Không phải bỏ, bỏ vậy đâu. Không phải, nó cá văng, đẩy ra lại nhẹ nhẹ thôi, nó có văng. Mốt chiên rồi, để mặc để áo mưa rồi. Đó đúng, còn đi. Cá bóng này nhạc ngon nữa. Là mắm cũng là ngon. Rồi. Dẻo rồi dậy đi. Không có luôn hả? Thôi má đang ít mà. Hồi nào con lên mắt bị khúng rồi. Chứ hỏi quý ăn no gần chết rồi, rồi sao má ngồi ăn được nữa. Đây, không là không ai cho nhưng đâu có là khét nè. Đâu còn ai cho đâu có là khét ăn. Đừng quên kia tính á, hậu quýt quá thì quýt. Vậy là xin già tái ăn là khét. Không ai còn ai cho tài tợ quýt bổi gì đâu. Không còn biết nào tôi ăn cơm xuống không. Thôi kệ vậy ăn vậy đi. Chính sống rồi ăn. Đâu hái được không thời gian. Thật nó gà, heo gì á. Cái người heo lợi. Nuôi heo mái á, đẻ không? Đẻ lấy con nuôi rồi chứ. Nhưng mà quý nó phải cỡ 6 tháng, nuôi 6 tháng mới có heo rồi, nái rồi. Con. Bắt đầu lấy heo nái dành giống vô, 3 tháng, 1 năm trời mới có heo lại. Bây giờ chị đang nuôi chị vợ đó. Chị lớn nha, ngon. Như là ở chuồng heo giờ lại chuồng heo. Có chưa con? Nghe nhắc chưa? Có quý hứa cho kìa con thỏ nè. Chuyện nào không quý hứa xuống dưới này ta. Anh đợi lại rồi. Thôi rồi. Đi với đen không chuyện vậy. Còn mời đi bánh đen không chuyện. Không có đi xuống dưới. Mua gì vậy vậy? Sữa hả? Có ai không biết mua dùm con quý ngán. Cơm mà ngon hả Tú? Cơm. Cơm thật quá.
phòng mình kìa. Ăn cơm à? Nhưng mà ăn cũng không cho ăn quá trời luôn á. Cái nào mà còn cái lại cặn bắp thì nó mọt hơn, cái mới nó suôn sẻ ra như còn tường nó dính lại má. Con chịu cái xốp xốp à, cái xốp ăn nó không có dính, nó không mấy răng, còn cái kia nó cọm, hiểu không? Cậu nói là cái cuối cùng á, đỡ ham bỏ đường nhiều á, khét á, kém ra nó gì chai. Không ngon, chai không ngon, à nhỏ không đều á, cái đều thật đó đó. Ngày nào cũng thục á, không thuộc là nó sinh em. Còn có mình không thuộc á. Ở bên Sóc Trăng mà. Ở một con á, người ta đi ghe. Thấy không? Dạ, lâu lâu cái có người hả, chạy cái ghe lại cái bóp bóp kèn á, tin tin là biết xách gạo xuống. Ở bên đây người ta đi xe. Hồi đó mình mua mì tôm đấy hả quấy. Ừ. Mua mì tôm nữa. Bỏ sữa nữa. Bỏ sữa nữa. Ai có tiền thì bỏ sữa. Còn có bỏ gạo với đậu à. Gạo đậu với mì tôm. Ừ. Con nhớ mình con không? Ta tự có đó. Không, bọn đây là mình phải đem gì đó thì nấu. Hồi đó cây thùng ốc bự ha quý, không có ông nhỏ như vào. Nhưng mà nó không có bự bằng như mấy của người ta bán ngoài chợ như bóng màu. Rồi bóng màu ăn nó mềm mại. Ăn không được, không ngon. Nhát luôn. Thì đó nó ở trong nó mua nó ăn cái cọng gì ở trong cái giữa. Có cái quán bò bỏ nguyên cái bánh luôn. Rất ngon lành. Nghe ăn cơm nhiều quá trời. Ăn sốt dao đi. Ăn gì chứ. Không có cay, không có cay không Tú? Không có cay không Tú? Vậy Tú là nó viên nó cay à? Tú thấy không có cay. Mà Tú cái mắm hận Tú cũng không cay không? Tại má ăn ít thôi chưa? Không nhiều cái cay. Tử không được. Thử có ba màu rồi á. Mồ nó ra hai bên đây ha, tụi nó chảy ra. Xong.